Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý vị đồng nghiệp, theo phân công của ban tổ chức thì cái nội dung tiếp theo em xin phép được trình bày vấn đề điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tái tiến triển sau điều trị EGFR TKI bước 1. Thế phần nội dung trình bày của em thì có 4 cái nội dung sau đây. Em xin đi rất nhanh về các cái nét tổng quan về ung thư phổi. Nội dung thứ hai là về điều trị đích của ung thư phổi giai đoạn tiến xa. Và nội dung thứ ba là kháng EGFR TKI bước 1 và giải pháp. Và cuối cùng là một vài kết luận. Thế thì các cái nét tổng quan thì thầy Thắng cũng đã trình bày, ung thư phổi hiện nay vẫn là cái căn bệnh phổ biến nhất trong các loại ung thư ở cả hai giới, và cái thống kê 2018 thì cho thấy ung thư phổi có khoảng hơn 2 triệu ca mắc mới, và tỷ lệ tử vong do ung thư phổi cũng đứng hàng đầu trong các loại ung thư ở cả hai giới. Và cũng thật không may là mặc dù là cái loại ung thư phổ biến nhất nhưng tiên lượng cho ung thư phổi cũng vô cùng là khó khăn, và ung thư phổi là một trong những cái loại ung thư mà có cái tỷ lệ sống thêm 5 năm là thấp nhất trong các loại ung thư phổ biến. Và có cái thách thức trong việc điều trị ung thư phổi cho chúng ta hiện nay, đấy là chỉ có khoảng 30 đến 40% các trường hợp ung thư phổi khi mà được chẩn đoán thì ở cái giai đoạn sớm, còn lại thì khi mà hầu hết các trường hợp được chẩn đoán thì ung thư đã ở giai đoạn muộn, giai đoạn tiến xa. Và lúc đó thì các phương pháp điều trị chỉ là điều trị hóa chất hay xạ trị và hiệu quả rất là hạn chế. Và trong vài năm trở lại đây thì cùng với sự phát triển mạnh mẽ của y sinh học phân tử thì chúng ta cũng đã dần hiểu rõ hơn về cơ chế bệnh sinh, về phát triển ung thư, và dưới ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ như là thuốc lá, hóa chất và các cái tia xạ vân vân thì nó dẫn đến sự phát sinh các cái gen ung thư, và sự phát sinh các cái gen ung thư này nó dẫn đến việc khởi phát các cái con đường tín hiệu phân tử nội bào, làm cho các tế bào không ngừng tăng sinh, biệt hóa, xâm nhập và kháng lại các cái chết tế bào, và từ đó phát triển thành ung thư. Và cho đến hiện nay thì người ta đã ghi nhận được rất nhiều các cái biến đổi gen gây ra phát sinh ung thư phổi, trong đó phổ biến nhất là EGFR, KRAS và ALK. Và các cái nghiên cứu ở khu vực châu Á thì cho thấy đột biến EGFR chiếm tới khoảng gần 60% các trường hợp ung thư phổi, đặc biệt là những người không hút thuốc. Và trên cơ sở đó thì đã có rất nhiều các cái thuốc khác nhau đã được nghiên cứu và phê duyệt để điều trị nhắm tới các cái đích phân tử mà chúng ta đã biết đến. Em xin phép sang phần thứ hai là vấn đề điều trị đích cho ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa. Thế thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu về các cơ chế tác dụng của các cái EGFR TKI. Thì các EGFR TKI này nó sẽ làm bất hoạt các cái tác dụng hoạt hóa của phần tyrosine kinase của thụ thể EGFR, và từ đó nó cắt đứt các cái con đường phân tử tín hiệu, các con đường tín hiệu phân tử nội bào, làm cho các tế bào ung thư không phát triển được. Và cũng trên cơ sở đó thì các cái khuyến cáo của các cái hội ung thư, người ta đã chỉ định việc điều trị các cái ung thư phổi giai đoạn tiến xa mà có các cái đột biến EGFR nhạy cảm với TKI, điều trị bước 1 với các cái thuốc được chấp thuận như là erlotinib, afatinib, zafenitib và gần đây là osimertinib. Và các cái khuyến cáo của hội ung thư phổi châu Á Thái Bình Dương thì cũng chỉ định các cái thuốc TKI để điều trị bước 1 cho những bệnh nhân mà ung thư phổi giai đoạn tiến xa có các cái đột biến nhạy cảm EGFR TKI. Và chúng ta đã có rất nhiều những cái kết quả từ các nghiên cứu cho thấy việc bằng chứng cải thiện các cái thời gian sống thêm bệnh không tiến triển của các thuốc TKI, như là nghiên cứu Optimer với hiệu quả của erlotinib so với cả các cái thuốc các cái hóa chất truyền thống, hay là nghiên cứu ERTAC cho thấy hiệu quả của erlotinib so với các điều trị hóa chất giúp cải thiện các thời gian sống bệnh không tiến triển, hay là nghiên cứu IPAD cho thấy hiệu quả về cải thiện thời gian bệnh không tiến triển so với của zafenitib so với các cái hóa chất truyền thống, rồi nghiên cứu lắc lăng thì cho thấy hiệu quả của afatinib so với các cái hóa trị truyền thống về cả cái thời gian sống thêm. Vấn đề đặt ra là sau một cái thời gian bệnh đáp ứng rất tốt với các thuốc TKI bước 1 thì sau khoảng trung bình từ 10 tới 14 tháng nó xuất hiện một cái tình trạng gọi là đề kháng lại các thuốc EGFR-TKI. Và cho đến hiện nay thì người ta cũng đã ghi nhận được một số những cái đột biến làm cái quá trình không đáp ứng lại với các thuốc EGFR TKI bước 1. Và phổ biến nhất ở đây chính là đột biến tại chính phân tử EGFR. Đấy là đột biến T790M. Ngoài ra thì cũng có một số các cái đột biến như là khuếch đại gen MET, khuếch đại HER2. Và có một cái vấn đề nữa, đấy là các cái chuyển dạng tế bào như báo cáo của bác sĩ Luận vừa trình bày ở trên. Và chính các cái cơ chế gây đề kháng EGFR
nó làm mất đi cái sự gắn kết của phân tử TKI EGFR với tyrosine kinase, nó làm mất đi tác dụng của TKI, và một số các cái cơ chế khác thì nó xuất hiện thêm các cái con đường hoạt hóa mới làm cho các tế bào ung thư tái tiến triển. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để phát hiện các cái đột biến EGFR TKI? Vấn đề đặt ra có thể là sinh thiết lại, cái này rất quan trọng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng gặp phải những cái thách thức khó khăn như bác sĩ Luận cũng trình bày, và gần đây thì người ta cũng có đưa ra các phương pháp và thầy Thắng cũng đã nói đấy là sinh thiết lỏng, like kit biopsy. Đối với tái sinh thiết lại thì ưu điểm của nó là cho phép chúng ta lấy được cái mẫu mô ung thư và chúng ta có thể phân tích được nhiều các cái đột biến khác thuốc khác nhau, cả các EGFR, cả các cái đột biến của gen MET, và đặc biệt là chúng ta đánh giá được cái vấn đề chuyển dạng tế bào. Cái nhược điểm của nó thì chúng ta sẽ phải sinh thiết lại cho bệnh nhân ở cái giai đoạn mà người bệnh đã tiến triển trở lại, cũng rất khó khăn và các cái nguy cơ biến chứng rủi ro cao. Đối với like kit biopsy thì chúng ta thấy là cái việc lấy mẫu thì đơn giản hơn, chúng ta có thể phát hiện được các cái đột biến của EGFR thông qua các cái cell-free DNA trong mẫu máu. Tuy nhiên thì để đánh giá các cái chuyển dạng tế bào hay là khuếch đại gen MET thì việc sinh thiết lỏng còn nhiều hạn chế. Và hiện nay thì các cái khuyến cáo vẫn hướng dẫn chúng ta khi mà đứng trước một bệnh nhân mà kháng TKI thì bước đầu thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân sinh thiết lỏng để phân tích các cái đột biến liên quan đến việc kháng thuốc đã biết. Nếu trong trường hợp mà sinh thiết lỏng không phát hiện được các đột biến kháng thuốc này thì chúng ta có thể tiến hành sinh thiết mô để tìm các cái đột biến kháng thuốc, trong đó có thể có cả làm thêm các cái đột biến các cái PD-L1 để có thể phục vụ các cái vấn đề điều trị miễn dịch. Thì em xin phép đi vào cái cơ chế đột biến kháng EGFR kháng TKI mà phổ biến nhất chính là T790M. Thì cái T790M nó làm cho các phân tử TKI không gắn kết được với tyrosine kinase, từ đó là mất đi các cái hoạt tính của TKI. Tuy nhiên thì đấy là những cái TKI thế hệ 1 như là gefitinib hay là erlotinib. Đối với những cái thế hệ gần đây như là esometinib thì T790M không gắn kết được, thành thử là nó vẫn có tác dụng bất hoạt cái tác dụng của phần tyrosine kinase của thụ thể EGFR. Do đó thì nó cũng ức chế được sự phát triển của tế bào ung thư. Và chính trên cơ sở đó thì các cái khuyến cáo gần đây đối với những trường hợp mà ung thư phổi có đột biến T790M phát hiện thì người ta có chỉ định esometinib là điều trị thay thế. Và cái sơ đồ này thì cho thấy chúng ta thấy là các bệnh nhân có thể được điều trị bước 1 với gefitinib, erlotinib hay afatinib, và sau đó nếu mà xuất hiện một cái tình trạng kháng thuốc thì chúng ta có thể có một số những cái thuốc thế hệ mới như là dacomitinib hay là osimertinib để điều trị. Và chúng ta cũng đã có những cái bằng chứng cho thấy việc sử dụng dacomitinib hiệu quả hơn so với gefitinib, cải thiện thời gian sống thêm và cải thiện cả OS cho bệnh nhân. Rồi một cái nghiên cứu nữa là nghiên cứu Flora thì cũng cho thấy cái hiệu quả vượt trội của osimertinib so với các EGFR TKI khác, nó giúp cải thiện cái PDF cho bệnh nhân và đặc biệt là những bệnh nhân mà có những cái tổn thương và di căn hệ thần kinh trung ương. Và đối với trường hợp mà sau khi điều trị EGFR TKI bước 1 mà bệnh nhân xuất hiện các cái đột biến T790M thì osimertinib cho thấy cái việc hiệu quả cải thiện PDF tốt hơn nhiều so với việc sử dụng các cái phương pháp điều trị hóa trị. Một cái đột biến gây kháng TKI khác mà cũng đã được ghi nhận đấy là đột biến khuếch đại gen MET, và khuếch đại gen MET làm cho các con đường tín hiệu phân tử đi theo một cái hướng khác, không theo qua các cái TKI, do đó nó làm mất đi các hoạt tính của TKI. Và trong những trường hợp này thì các cái thuốc ức chế MET như là clazosentan thì được chỉ định giúp kéo dài thời gian sống không tiến triển, và gần đây một cái chất ức chế MET khác là cabozantinib thì cũng đã được nghiên cứu thử nghiệm và bước đầu cho thấy những cái hiệu quả ở những bệnh nhân có đột biến gen MET. Ngoài ra thì ở một số những cái trường hợp mà kháng EGFR TKI mà chúng ta không phát hiện được các cái đột biến khác thì các cái hướng dẫn có thể cho phép chúng ta chỉ định các cái liệu pháp hóa trị hoặc phối hợp hóa trị với liệu pháp miễn dịch mà bác sĩ Thục cũng đã trình bày. Cũng có một số những cái nghiên cứu đã được thực hiện và cũng cho thấy những cái hiệu quả khi mà kháng TKI bước 1. Qua những phần trình bày ở trên thì em xin phép đưa ra một số những cái kết luận như sau. Điều trị TKI bước 1 cho những bệnh nhân mà có đột biến EGFR nhạy cảm TKI thì mang lại những hiệu quả đáng kể so với các phương pháp điều trị truyền thống. Tuy nhiên thì sau khoảng một thời gian ổn định, bệnh tiến triển trở lại do một cái tình trạng kháng lại các TKI, và việc xác định nguyên nhân kháng TKI là rất quan trọng. Sinh thiết lỏng được khuyến cáo là ưu tiên để phát hiện các cái đột biến của EGFR gây ra kháng thuốc mà phổ biến nhất là T790M.
Việc tái sinh thiết mô ung thư là cần thiết nếu trong trường hợp mà sinh thiết lỏng không phát hiện được các cái đột biến gen gây kháng thuốc. Các cái TKI thế hệ mới như là dacomitinib và đặc biệt là osimertinib sẽ được chỉ định điều trị khi có đột biến T790M gây kháng TKI bước 1. Thuốc ức chế MET như chizotinib hay là cabozantinib thì được chỉ định khi có khuếch đại gen MET, và liệu pháp miễn dịch kết hợp với hóa trị sẽ được xem xét khi mà không xác định được các nguyên nhân gây ra đột biến kháng thuốc TKI bước 1. Phần trình bày của em xin được kết thúc tại đây. Em xin trọng trọng cảm ơn quý thầy cô đã chú ý lắng nghe. Xin trân trọng quan ạ.